Ở Suwari Plaza thì mình phải nhớ là hả, cái khoảng cách của mình của Phuket và Tori nó rất là gần lại. Nếu mà mình tập nhiều thì mình sẽ thấy cái khoảng cách nó gần là cái điểm đương nhiên. Ví dụ như mà mình đang tập Suwari Plaza mà cái khoảng cách hình như vậy thì mình So the if the distance is much, then this is more efficient if we stand up and attack. So if the distance is far, so we don't do Suwari Plaza to attack the Tori. So this is a efficient distance. So we don't attack like this. With the close distance, we don't raise our arm too high for the attack.